Các bạn đang nghe truyện Vi phụ chỉ muốn lẳng lặng nhìn xe mưa trường sinh trên kênh TV Audio CV. Chương 903, tà nhân thi giáo thần tông ẩn mình chính là hắn, đến đại thế gia đồ sát một chút. Năm. Mái tóc đen điên cuồng như chiếc áo choàng bất ngờ hất ra sau, Lý Triệt đeo chiếc mặt nạ bò sữa đáng yêu lên mặt, mũi chân thể chạm xuống. Như một mũi tên rời cung lao vút đi. Túy nga lâu. Gió nhẹ lay động đây là một tửu lâu có buôn bán cực kỳ tốt ở càng nguyên đạo thành bởi vì tất cả mọi người đều biết đứng sau túy nga lâu là hoàng kiếm tửu bà chủ của túy nga lâu có quan hệ dây dưa không rõ ràng với hoàng kiếm tửu hoàng kiếm tửu là chân truyền thứ hai của càng nguyên thần tông hơn nửa xuất thân thảo dân đối với các đại thế gia và các thế lực khác đều là đối tượng rất tốt để lôi kéo vì vậy các bên đều nể mặt nên việc kinh doanh của túy nga lâu rất tốt có thể nói là ngày càng phát tài tuy nhiên bà chủ vẫn giản dị như thường dùng một chiếc khăn hoa màu xanh để búi tóc không phô trương xa xỉ bởi vì nàng biết hoàng kiếm tử không thích xa hoa túy nga lâu không có ông chủ chỉ có bà chủ mọi người đều mặc định rằng ông chủ của túy nga lâu chính là hoàng kiếm tử cho dù hoàng kiếm tử chưa bao giờ thừa nhận bóng đêm mờ ảo mây trôi lững lờ thương rượu thoang thoảng tầng hai của túy nga lâu bên lan can trên một chiếc bàn đầy ắp rượu ngon và thức ăn ngon, một bình rượu ngon đã ủ được 5 năm được đặt trên bàn. Hoàng kiếm tử vẫn mặc bộ quần áo lôi thôi lết thết đó. Nhưng hắn đã chải tóc gọn gàng, không còn xù xì, tóc đen mềm mại như thác nước. Hắn cạo râu, cả người trông như trẻ hơn mười mấy tuổi, hóa thành một thanh niên nho nhã. Bà chủ sắn tay áo, từ trong bếp bưng ra một đĩa thức ăn nóng hổi. Bước chân nàng rất nhẹ, bưng đĩa thức ăn, nhìn hoàng kiếm tử dưới ánh trăng đêm, dường như được tắm trong một chiếc váy lụa màu bạc, cả người run rẩy. Hoàng kiếm tử của giờ phút này khiến nàng như trở về hơn 20 năm trước, khi người đàn ông này cứu nàng khỏi ngôi làng bị yêu quái ngược cuộc tàn sát. Dung mạo có thể rất bình thường, nhưng lại mang đến cho nàng cảm giác an toàn khiến nàng mê mẩn. Mà hôm nay, đã trở lại, tất cả đều đã trở lại. Có phải hoàng kiếm tử nghe thấy tiếng nàng khóc không? Nhưng những năm qua, nàng khóc đâu chỉ một lần, kiếm tử, còn muốn ta xào thêm món gì không? Bà chủ đặt đĩa thức ăn nóng hổi xuống, nhẹ nhàng hỏi. Hoàng kiếm tử liếc nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng, như ánh trăng len lỏi vào khe hở trong trái tim nàng, khiến cả người nàng mềm nhũn ra. Không cần đâu, ngồi xuống uống với ta một ly. Hoàng kiếm tử nhẹ nhàng nói. Hắn đưa tay nắm lấy tay bà chủ, khẽ sững sờ, chỉ cảm thấy một trận thô ráp. 30 năm trôi qua, nàng đã không còn trẻ nữa sắc mặt bà chủ hơi cứng lại, lập tức rút tay về, trên mặt hiện lên vẻ hoảng hốt. Ta, ta đi lấy cho ngươi một bình rượu ngon. Rượu hảo hạng. Không cần. Hoàng kiếm tử kéo nàng lại. Bà chủ nói, rượu đã cất 20 năm. Hoàng kiếm tử lặng lẽ buông tay, bà chủ nhẹ nhàng rời đi, một lát sau quay lại. Nàng phủi lớp bùn niêm phong đã đóng bụi nhiều năm trước mặt hoàng kiếm tử. Hương rượu nồng nàng thoang thoảng bay ra, Bà chủ rót cho Hoàng Kiếm Tử một ly, đôi mắt trong veo lấp lánh như những vì sao, nhìn Hoàng Kiếm Tử, chờ đợi phản ứng và đánh giá của hắn sau khi uống rượu. Hoàng Kiếm Tử uống cạn, cổ họng trượt lên trượt xuống. Hắn mím môi, rượu này đâu phải là rượu đã cất 20 năm, đây là tình cảm thầm kín đã cất giấu 20 năm. Tuyệt mỹ. Hoàng Kiếm Tử nhẹ nhàng nói. Bà chủ nở nụ cười rạng rỡ, mặc dù khóe mắt đã có nếp nhăn không thể xóa nhòa, nhưng nụ cười vẫn tươi tắn rạng rỡ như hoa nàng cũng tự rót cho mình một ly hai tay cầm chặt ly rượu chờ đợi nhìn hoàng kiếm tửu trong mắt không biết từ khi nào đã tuôn ra những giọt nước mắt nóng hổi nàng không muốn nghĩ đến sự khác thường của hoàng kiếm tửu đêm nay chỉ muốn chìm đắm vào đó nào hoàng kiếm tửu cười nói cùng bà chủ chạm cốc đinh tiếng vang trong trẻo như một dòng suối trong vắt gợn sóng uống cùng lại uống tiếp sau ba ly rượu, bà chủ không chịu nổi, đôi mắt mờ mịt, dùng đôi tay thô ráp không kịp che giấu, nắm chặt lấy tay hoàng kiếm tủ, nắm chặt không buông. Nhóc con hôi hám, lại như vậy, rõ ràng là không biết uống rượu, vậy mà lại thích nấu rượu từ rượu ngươi nấu siêu khó uống, đến rượu ngon như bây giờ, ta đều đã uống qua. Hoàng kiếm tử thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu bà chủ. Nàng đã già, nhưng trong mắt hắn, nàng vẫn là cô gái nhỏ ngày nào, vừa uống một ngụm rượu đã cay đến mức lè lưỡi và rơi nước mắt. Khách quan, có muốn lên uống một ly không? Hoàng kiếm tử nhặt chiếc chén sứ xanh lên, hướng về vầng trăng bạc sau cơn mưa rửa sạch bầu trời. Im lặng một lát, một giọng nói trầm thấp như tiếng cọ sát của đá sỏi vang lên. Được. Trong nháy mắt, ánh trăng bạc bị che khuất. Khí huyết kinh khủng và mênh mông như một làn khói sói bùng nổ, vặn vẹo hư không, như một con hung thú viễn cổ bước ra từ núi sát biển máu, trên cơ thể đầy những cơ bắp như sắt thép những khối thịt như gân quất gân xanh như rồng ánh mắt hoàng kiếm tửu khựng lại hắn nhìn thấy bầu trời sau lưng con quái thú bò sữa đó dường như có một bàn cờ khổng lồ trải rộng trên đó có một tòa thành màu mực như ảo ảnh giữa biển khơi ánh mắt hắn di chuyển rơi vào khuôn mặt của thân hình to lớn như núi đó đập vào mắt hắn là một chiếc mặt nạ bò sữa đáng yêu địa phủ ngưu ma quả nhiên là ngươi. Hoàng kiếm tử thở ra một hơi, cười lên. Ngươi đến để giết ta, xem ra luồng khí tức mà ta cảm nhận được ở trước sân của trưởng lão tiêu ba ngày, quả nhiên không sai. Nghe nói địa phủ có thể phát hiện ra ấn chú thi của thi thần giáo, xác định được sự ẩn nấp của tu sĩ thi thần giáo. Quả nhiên danh bất hư truyền. Hoàng kiếm tử cảm khái. Địa phủ một thế lực cực kỳ thần bí. Ngưu ma, mã diện, thần hầu, lôi long, hắc bạch vô thường, còn có cả mão kiểm. Thuật di chuyển thần kỳ của bọn họ, cho dù là tám lá thần phù định phong ba, cũng không thể hạn chế được. Bị một thế lực như vậy nhắm tới, quả thật là khiến người ta ăn không ngon ngủ không yên. Hoàng kiếm tử nhẹ nhàng vuốt ve tóc và khuôn mặt của bà chủ. Hắn nhìn ngu ma, nhẹ nhàng nói, có thể giết ta chậm một chút được không? Lý triệt đeo mặt nạ ngu ma, ánh mắt bình tĩnh nhìn hoàng kiếm tử sở dĩ hắn bằng lòng nói chuyện với hoàng kiếm tử vài câu chứ không dùng chiêu âm hiểm từ xa đều là vì nữ nhân này lý triệt đưa ánh mắt hơi phức tạp nhìn về phía bà chủ một nữ nhân giản dị một nữ nhân đơn giản một người có tính cách hơi giống thê tử trương nhã của hắn ngươi chắc chắn như vậy là ta có thể giết được ngươi sao ngưu ma trầm giọng nói thực tế mặc dù đang trò chuyện nhưng lý triệt đã sớm bước vào trạng thái cảnh giác bất cứ lúc nào cũng có thể kéo hoàng kiếm tử vào mặt thành mà trong mặt thành, huyết dương cử thần Kim Trang Viên và Du Lễ Thanh đã sẵn sàng chờ lệnh. Hoàng kiếm tự uống cạn chén rượu. Cười cười. Bởi vì ngươi là ngưu ma, nếu là mão kiểm, ta đương nhiên không chắc chắn. Nhưng ngưu ma, âm hiểm xảo trá độc ác, những người bị ngươi nhắm tới, cho đến nay, không có ai sống sót. Chắc chắn ngươi có ít nhất sáu thành trở lên mới có thể giết được ta, nên ngươi mới đến. Hoàng kiếm tự đặt chiếc chén rỗng xuống nhìn thẳng vào chiếc mặt nạ bò sữa đáng yêu của ngưu ma hắn không thể nhìn thấu được khuôn mặt sau chiếc mặt nạ này nhưng điều đó không quan trọng là tám thành ngưu ma trầm giọng nói hoàng kiếm tử khựng lại một chút cẩn thận đến mức này sao nhưng hắn không quá bận tâm bèn cười lên vậy ngươi có thể thỏa mãn một nguyện vọng của ta trước khi chết rồi hãy để ta chịu chết được không nếu không chưa chắc ngươi đã giết được ta hoàng kiếm tử nghiêm túc nói Lý triệt dưới mặt nạ nhíu mày, hoàng kiếm tử đêm nay, thật kỳ quặc. Nguyện vọng gì, ngưu ma hỏi bằng giọng khàn khàn. Hoàng kiếm tử nhẹ nhàng thoát khỏi bàn tay bà chủ đang nắm chặt, nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Hắn đeo thanh kiếm hộp đặt trên bàn lên, cẩn thận đổ bình rượu ngon đã cất 20 năm vào bầu rượu đầy vết kiếm. Sau đó, hắn quay mặt về phía trăng bạc, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hãy cho ta một chút thời gian. Tô đại thế gia đã nổi lên và suy tàn suốt ba ngàn năm ta muốn đi một chuyến ta muốn đi giết vài con chó túy nga lâu gió nhẹ hiu hiu đêm như nước trăng bạc như một dòng suối trong niên đổ bàn cờ thiên địa vắt ngang trên bầu trời ánh sáng lấp lánh những đường kẻ đang xen chằng chịt như điểm tô cả bầu trời sao lên đó lý triệt đeo mặt nạ ngưu ma trong mắt như có tia chớp màu và nhạt đang xen bắn ra hắn nhìn chầm chầm vào hoàng kiếm tửu đang treo nụ cười hiền hòa trước mặt. Một đại thế gia ba ngàn năm thăng trầm. Hắn muốn đi một chuyến. Để giết vài con chó. Hoàng kiếm tửu này muốn đối phó tô gia, với sức một mình hắn, khó, dưới mặt nạ, lý triệt hơi nhíu mày, lắc đầu, không mấy lạc quan về hoàng kiếm tửu. Mặc dù thực lực của hoàng kiếm tửu rất mạnh, không kém gì du lễ thanh thời kỳ toàn thịnh, cho dù hoàng kiếm Tử bái vào thi thần giáo, có lẽ đã được tăng cường sức mạnh nào đó nhưng tô gia là đệ nhất thế gia của càng nguyên đạo thành với nền tảng cực kỳ hùng hậu ba ngàn năm thăng trầm tích lũy một mình hoàng kiếm tửu làm sao chống lại lý triệt kỳ thật cũng luôn muốn ra tay với tô gia dù sao tô hách liên từng có ý đồ xấu muốn tiểu bối tô gia nhắm vào hi hi muốn ra tay từ tình cảm đây là chuyện mà lý triệt là một lão phụ thân không thể chịu đựng được tô gia muốn dở trò lừa gạt tình cảm của nữ nhi hắn quả thật không thể tha thứ vì vậy lý triệt đã ra tay giết chết tô hách liên nhưng cũng chỉ có thể như vậy mà thôi muốn xóa sổ cả tô gia lý triệt tạm thời cũng không làm được độ khó quá lớn dù sao trong tô gia vẫn còn có tu sĩ thần thai cảnh tọa trấn ngoài ra dựa theo thần thai tứ thần biến và võ thánh tứ khai mà du lễ thanh đã phổ cập lý triệt cảm thấy trong tô gia có lẽ không chỉ có một vị thần thai hoặc võ thánh thần thai và võ thánh là nền tảng thực sự của một thế lực là vốn liếng truyền thừa của một đại thế gia, làm sao dễ dàng bại lộ cho người ngoài. Vì vậy, khi biết Hoàng Kiếm Tử muốn đến Tô Gia giết người, Lý Triệt cảm thấy chắc là đi chịu chết mà thôi. Gió nhẹ khẽ lướt qua. Làm tà áo của Hoàng Kiếm Tử và Lý Triệt bay phấp phới. Hoàng Kiếm Tử đeo sau lưng kiếm hạp bằng gỗ lê vàng, nhẹ nhàng xoa chiếc bầu rượu đầy vết kiếm trong tay, nhìn lên ánh trăng sáng, ánh mắt có chút phức tạp. Ngưu ma, ngươi có biết, tia sáng trăng đầu tiên trong đời đẹp đến nhường nào không? Hoàng kiếm tử khẽ nói. Khi ngươi ở đáy vực của cuộc đời, khi không một ai tin tưởng ngươi, đều cười nhạo ngươi, đều cho rằng ngươi chỉ là một phế vật có một phần trăng chiếu rọi xuống, mang đến cho ngươi sự tự tin và niềm tin ánh trăng của khoảnh khắc đó, sẽ khiến người ta ghi nhớ cả đời. Giọng hoàng kiếm tử rất nhẹ. Lý triệt ấn chiếc mặt nạ ngưu ma trên mặt. Hắn tất nhiên biết chuyện của hoàng kiếm tử, đã nghe trưởng lão tiêu nói qua một ít. Thiên phú của hoàng kiếm tử ngày xưa rất bình thường, vô cùng ngu dốt ở ngoại môn càng nguyên thần tông luôn là kẻ đứng chót lúc đó bên cạnh hoàng kiếm tử có một thiếu nữ đệ tử thiên tài tuyệt diễm nàng bầu bạn với hoàng kiếm tử dạy hắn tu luyện cùng nhau rèn luyện giúp hoàng kiếm tử dần dần phát hiện ra thiên phú của mình khiến cả hai cùng nhau vào nội môn trở thành đệ tử nội môn chỉ có điều nữ tử thiên tài tuyệt diễm này cuối cùng hình như bị người tô gia cưới vào tô gia hoàng kiếm tử có câu chuyện xưa nhưng lý triệt không muốn nghe nhiều được Lý Triệt đứng lên trên thân hình vạm vỡ như núi của hắn huyết vụ ngưng tụ đang xen mỗi một khối cơ bắp chồng chất như huyết nhục bằng sắt thép tràn ngập âm thanh chấn động ầm ầm Tô gia chắc hẳn có võ thánh và thần thai người có thể đối phó Lý Triệt mở năm ngón tay ấn vào chiếc mặt nạ ngưu ma trên mặt giọng nói khàn khàn như đá mài Hoàng kiếm Tử cầm bầu rượu nhìn ngưu ma cười nói chỉ là muốn Tô gia cảm nhận được đau đớn gia chủ Tô gia Tô Văn Hỷ, Võ thánh nhất khai, khai nhân đang chi cảnh. Thần phù bán thánh tô đạo linh của Tô gia, thần thai nhất thần biến, thần thai sinh tâm, phế, thận tam tạng. Đây là những cao thủ võ thánh thần thai cảnh trên mặt Tô gia, Hoàng kiếm tiểu nâng bầu rượu lên, uống một ngụm. Cổ họng chuyển động, như muốn thưởng thức kỹ càng loại rượu ngon đã cất giữ 20 năm này, cùng với tình cảm thiếu nữ đã ấp ủ 20 năm trong đó. 20 năm nay, ta vẫn luôn điều tra Tô gia, ngoài hai người này nền tảng lớn nhất của tô gia thực ra là gia chủ đời trước của tô gia cũng chính là phụ thân của tô văn hỷ lão thái gia tô lôi bá của tô gia võ thánh nhị khai khai khí hải cảnh lý triệt nghe vậy trong mắt hơi co lại quả nhiên những đại thế gia có thể tọa trấn đạo thành ngàn năm này nền tảng quả nhiên vượt quá sức tưởng tượng của hắn vậy mà có hai võ thánh một thần thai tọa trấn cho dù là càng nguyên thần tông cộng lại cũng chỉ có sáu vị võ thánh và thần thai mà thôi bao gồm ba vị trưởng lão nội môn, cộng thêm đại thần Tông Chủ, cùng với lĩnh chủ công thâu tỉnh quân và đại trưởng lão đường tháo giáp của thần Điêu Lĩnh mà phu nhân Tông Chủ huyền thất sát, trạng thái đặc thù, kỳ thật cũng có thể xem như một thần thai. Nhưng tràng nguyên thần Tông và Tô Gia không giống nhau, Tô Gia là thế lực gia tộc, có nền tảng như vậy, thực sự không thể tin được. Chu Gia, Vân Gia và Trung Gia, ba đại thế gia đạo thành ngàn năm này, căn bản không thể sánh với Tô Gia, lý triệt từ từ thở ra một hơi trên thân hình vạm vỡ cân xanh bật nhảy ngươi đã biết rõ nền tảng của tô gia còn muốn đi chịu chết hoàng kiếm tử cười lớn cả người lại toát lên vài phần lôi thôi tùy ý vậy thì sao dù sao cũng là một chết hoàng kiếm tử nheo mắt nhìn ngưu ma ngưu ma huynh ta đã bái thi thần giáo mượn lực của thi thần giáo chắc chắn ta không sống được nữa rồi cho dù địa phủ không đến tìm ta ta cũng không còn bao nhiêu thời gian tô gia không phải thứ tốt lành gì thì thần giáo cũng không phải thứ tốt lành gì. Vừa hay, để chúng chó cắn nhau. Mà ta, chính là chiếc bánh bao thịt đó, ha 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 đi thôi. Hoàng kiếm tử cười. Ánh mắt rơi vào bóng dáng bà chủ đang nằm trên bàn ngủ say, trong mắt lộ ra một tia sao xuyến. Nếu có kiếp sau sẽ uống rượu của ngươi lần nữa. Tô Gia là đệ nhất đại thế gia của càn nguyên đạo thành. Quản lý khá nhiều quỹ dị miếu, trong đó sáu ti quỷ dị miếu của càng nguyên đạo thành tổng cộng có mười cái mà tô gia nắm giữ hai cái một cái tên là ngục liên tị hanh loạn hồn thần tướng quỷ dị miếu một cái tên là ngục liên khẩu ha chấn phách thần tướng quỷ dị miếu tô gia vô cùng coi trọng hai tòa quỷ dị miếu này ngàn năm nay đã bồi dưỡng cho tô gia cực nhiều thần tính cường giả vị thần phù bán thánh tô đạo linh của tô gia liền tọa trấn ở ngục liên tị hanh loạn hồn thần tướng quỷ dị miếu mà lão thái gia tô lôi bá ẩn giấu của tô gia thì tọa trấn ở ngục liên khẩu ha chấn phách thần tướng quỷ dị miếu hai tòa quỷ dị miếu dường như có mối liên kết kỳ lạ ở rất gần nhau thân hình của miếu thần trong hai loại quỷ dị miếu này thậm chí có thể thực hiện một loại liên hợp độc đáo sau khi liên hợp có thể bộc phát ra thần tính áp bách tương đương với miếu thần của quỷ dị miếu ngũ lão hạ vị vì vậy mặc dù tô gia chưa từng nắm giữ quỷ dị miếu ngũ lão nhưng nắm giữ thần tính của miếu thần trong hai tòa quỷ dị miếu này cũng có thể sở hữu áp bách của miếu thần bậc ngũ lão hai tòa miếu cách phủ đệ tô gia không xa xung quanh quấn quyết nồng nặc quỷ vụ quỷ khuyết bị áp chế trong phạm vi không hề khuếch tán ra thần phù bán thánh tô đạo linh của tô gia từ từ mở mắt bước ra khỏi ngôi nhà có mái hiên cong vút tay áo lớn cuốn phăng phăng nhìn thoáng qua ánh trăng tươi đẹp nhưng lông mày không khỏi hơi nhíu lại vì sao đêm nay luôn có cảm giác bất an lão lắc đầu ánh mắt rơi vào quỷ dị miếu tị hanh loạn thần trước mặt sự bất an này chắc là đến từ quỷ dị miếu đột nhiên ánh mắt của vị thần phù bán thánh này hơi co lại lại phát hiện quỷ vụ trong quỷ khuyết như bị lực lượng gì đó kéo lên ầm ầm cuộn trào như dấy lên sóng lớn ngập trời tô đạo linh nhíu mày ngón tay bật lên từng tấm phù huyền hoàng lập tức bay phấp phới trong gió lão từ từ quay người nhìn về phía xa nơi đó không biết từ khi nào xuất hiện một bóng người bóng dáng cao lớn mặc áo bào đen đeo mặt nạ trên mặt mặt nạ nhẵn nhụi như có ánh sao điểm xuyết trên đó phản chiếu ánh trăng trên bầu trời sao sáng lấp lánh săn thần cát sát thủ tinh túc trên khuôn mặt già nua của tô đạo linh lộ ra vẻ kinh ngạc là ai vậy mà mời được một sát thủ của săn thần cát nhưng vị sát thủ tinh túc này cứ thản nhiên xuất hiện như vậy Hình như không phải đến để giết lão, mà giống như ngăn cản lão hơn. Ngăn cản, ánh mắt của Tô Đạo Linh khựng lại, đột một nhìn về hướng phủ đệ Tô gia, đồng tử hơi co lại. Vị sát thủ tinh túc của Sang thần các kia, duỗi lưng, cười nói, có người hao hết tích lũy mấy chục năm, bình thường uống rượu đều keo kiệt, chỉ để đổi lấy một lần Sang thần các chúng ta ra tay, ngươi cũng biết, Sang thần các chúng ta chưa bao giờ từ chối làm ăn, huống hồ đối phương lại có thành ý như vậy, sắc mặt Tô Đạo Linh lạnh xuống ngón tay siết chặt từng tấm phù bay vọt lên trời trong nháy mắt bùng phát ra quan huy và ba động huyền ảo tuy nhiên một luồng đao quang cực kỳ khủng bố lập tức quét qua như thủy triều cuộn sóng như ánh trăng bao trùm khắp nơi khí lưu bị cắt nát vô số phù quang rực rỡ đều bị hủy diệt tên sát thủ tinh túc kia cầm ngang thanh đao chắn trước mặt tô đạo linh tiếng cười khẽ vang vọng làm việc lấy tiền mong tô trưởng lão thông cảm một liên khẩu ha chấn phách thần tướng quỷ dị miếu, miếu thờ sừng sững, cổ kính sâu thẳm. Nói đen phản chiếu ánh trăng, như phủ lên một lớp lụa mỏng, hơi phát sáng. Tô gia an trí xung quanh quỷ dị miếu. Lão thái gia tô lôi bá của tô gia dường như đã cảm nhận được khí cơ bùng phát từ quỷ dị miếu tỵ hanh loạn thần, từ từ mở mắt. Săn thần cát, tô lôi bá vô cùng già nua, trên dưới toàn thân như cuốn quyết tử khí, cả người như muốn rơi vào bùng đất cứ qua minh chính đại động thủ với thần phù bán thánh của tô gia ta như vậy. Đây không giống phong cách ám sát của săn thần cát tô lôi bá nhíu mày. Một cây gậy đầu rồng bị lão nắm chặt, đập mạnh xuống đất, liền muốn lao ra lầu cát, đi hỗ trợ tô đạo linh. Dù sao, một thần phù bán thánh, đối với tô gia mà nói quá quan trọng, tuyệt đối không thể để mất. Tuy nhiên, vừa mới đập gậy xuống, thân hình tô lôi bá khựng lại, từ từ ngẩng đầu, nhìn lên mái nhà đen kịch như mực trên đỉnh đầu ánh mắt đục ngầu như xuyên thấu mái nhà bằng ngói đen nhìn thấy một bóng người đứng trên mái nhà mặt nho sam râu dài đẹp đẽ một tay mở sách lặng lẽ đọc như độc lập với thế giới trong mắt lão thái gia tô gia hơi co lại đại trưởng lão nội môn càng nguyên thần tông phương hàng thư tay áo rách nát của hoàng kiếm tửu bay phấp phới đeo sau lưng kiếm hạp bằng gỗ lê lớn cả người rơi xuống trên con đường dài gió mát trăng trong trăng bạc như lụa phản chiếu khiến cả người hắn như phát ra ánh sáng nhẹ nhàng. Lý triệt đeo mặt nạ ngưu ma, khởi động, thủy long tượng, cả người hoàn toàn hòa vào bóng tối, như biến mất khỏi giữa trời đất. Tâm niệm khẽ động, bàn cờ thiên địa lập tức thu nhỏ lại, bay lơ lửng trên đầu hoàng kiếm tử, ngăn cách khí tức của hoàng kiếm tử. Bước chân của hoàng kiếm tử khựng lại. Cảm nhận được trường vực xung quanh rõ ràng vạn vẹo, trong mắt lóe lên một tia sáng. Khí tức của hắn như biến mất khỏi thiên địa. Khóe môi hơi nhếch lên một đường cong, hoàng kiếm tử dường như cũng trải nghiệm một lần dịch vụ của địa phủ. Đáng tiếc, hoàng kiếm tử hắn đã bái thi thần giáo, được ban cho thi chú chi ấn, không còn đường lui nào để nói, e rằng địa phủ này sẽ không có cơ hội gia nhập. Năm ngón tay siết chặt, nắm lấy thanh kiếm sắc vụn ở thắt lưng, đó là thanh kiếm thanh mai tặng hắn, cũng là thanh kiếm đầu tiên trong đời hắn. Cũng vì nắm lấy thanh kiếm này, từ đó cuộc đời hắn không còn tầm thường nắm chặt thanh kiếm sắt bình thường, đeo sau lưng kiếm hạp khổng lồ, bên hông cài một bầu rượu lớn đầy vết kiếm. Bước chân nhẹ nhàng, không vội không chậm. Trên bầu trời, vô số vì sao hiện ra, nhảy ra khỏi đám mây, như gió thổi từ trên sao, thổi tan mây mù. Khiến bầu trời đen tối có thêm ánh sao và ánh trăng, tăng thêm vài phần ánh sáng. Từ túy Nga lâu đến phủ đệ Tô Gia, quãng đường 15 dặm. Hoàng kiếm tử dường như đi rất chậm, nhưng tốc độ không chậm, mỗi bước chân hạ xuống, như có kiếm quang màu bạc nở rộ dưới chân hắn, tựa như từng đóa hoa sen. Lý Triệt ẩn mình trong bóng tối, đi theo từ xa. Hắn rất tò mò. Hoàng Kiếm Tử muốn làm gì? So với Tô Gia, sức mạnh của một mình hắn thực sự quá nhỏ bé. Tô Gia là một con quái vật khổng lồ, thực sự là một con quái vật khổng lồ, hai võ thánh một thần thai. Hoàng Kiếm Tử một mình làm sao địch nổi, tuy nhiên, nếu có thể Lý Triệt kỳ thật không ngại ra tay. Dù sao, hắn cũng không có bất kỳ hảo cảm nào với Tô Gia, Hoàng Kiếm Tửu đã nguyện ý ra tay với Tô Gia, mà hai bên hiện nay chính là đồng minh ra tay, tự nhiên không thành vấn đề. 15 dặm đường, đi bộ hết. Hoàng Kiếm Tửu dừng bước, nhìn cánh cổng phủ đệ Tô Gia đang đóng chặt. Một đại thế gia tọa lạc ở đạo thành 3.000 năm, diện tích phủ đệ rộng lớn, bên trong như một tòa tiểu thành, nhưng cửa chính của phủ đệ tuy rộng lớn hùng vĩ, lại không toát lên vẻ ngạo mạn và bá đạo. Hoàng kiếm tử bình tĩnh nhìn cánh cổng cao này. Sau bức tường cao, dường như có vô số đôi mắt già nua cô quạnh đang nhìn ra bên ngoài. Biết bao thiếu nữ thiên phú tuyệt diễm bước vào bức tường cao này, từ đó không thể bước ra nửa bước, bị hút cạn thiên phú, trở thành công cụ để tiếp tục dòng máu ưu tú của tô gia. Cả đời không thể bước ra khỏi cái lồng giam đó. Khẽ nhắm mắt lại, đôi môi mỏng của hoàng kiếm tử khẽ rung hắn vẫn còn nhớ tô vô danh xếp thứ ba trên bản chân truyền đã dẫn hắn vào đại viện tô gia đi qua hết sân này đến sân khác nhìn thấy hết người này đến người khác những nữ nhân già nua gầy gò như que củi bị giam cầm trong viện trong lòng chỉ cảm thấy nặng nề cuối cùng dưới sự dẫn dắt của tô vô danh hắn nhìn thấy thanh mai mà hắn luôn nhớ nhung nhìn thấy thiếu nữ năm nào không còn nữa già nua dựa vào lan can đôi mắt mất đi linh quan lão nhân nhìn thấy hoàng kiếm tửu dường như bị kinh hãi hai tay ôm mặt phát ra tiếng thép chói tai kinh hoàng sợ hãi đi ngươi đi đi tiếng thép chói tai đó như thanh kiếm sắc bén nhất giữa trời đất chém vào lòng hoàng kiếm tửu cảnh tượng đó sâu sắc kích thích hoàng kiếm tửu làm lay động tâm cảnh của hắn hắn thừa nhận tô vô danh đã thành công thành công làm loạn tâm cảnh của hắn cũng thành công tiếp phát sát ý của hắn hoàng kiếm tửu hoàng kiếm tửu nhắm mắt lại rồi mở ra trong khoảnh khắc tiếp theo trong mắt hắn dường như có kiếm khí tung hoành lạnh lẽo như ánh sáng trên bầu trời lạnh lùng đến cực điểm ầm kiếm hạp bằng gỗ lê vàng bị hoàng kiếm tửu đập mạnh xuống đất những vết nứt như mạng nhện lấy thân hắn làm trung tâm mở rộng ra những viên đá vụn miệng như bị một luồng khí thế vô hình ngăn cách lơ lửng lên tóc đen của hoàng kiếm tửu bay loạn hắn ngẩng đầu lên khoảnh khắc tiếp theo một chưởng đập vào kiếm hạp bằng gỗ lê. Kiếm hạp rung lên, sau một nhịp thở, nổ tung thành muôn vàng mảnh vụn. Một thanh kiếm đột ngột bật ra khỏi kiếm hạp. Vèo, ngay cả ánh trăng sáng bạc cũng như bị kiếm quan chém đứt từ chính giữa. Giống như đỉnh núi màu trắng tinh khiết, trong nháy mắt dấy lên vô số kiếm quan, thanh kiếm ở trạng thái thẳng đứng, lơ lửng trước mặt hoàng kiếm tửu. Trong nháy mắt, những làn sóng kiếm khí trắng xóa, lan tỏa thành hình vòng tròn đồng tâm, phía xa ánh mắt của lý triệt ẩn mình trong bóng tối nhìn ra từ sau chiếc mặt nạ ngưu ma nhìn thấy thanh kiếm màu trắng tinh khiết không chui kia kiếm lợi hại quá lý triệt chỉ nhìn một cái đã cảm thấy đôi mắt đau nhói từng sợi lông tơ dựng đứng dòng máu cuồn cuộn như thủy ngân trong cơ thể hắn dường như cũng ngưng trệ lại nơi đang điền huyết nhục bị xé toạc một đôi mắt tích tinh đồng chiếu ra ánh sáng vàng rực rỡ vạn tích vô tận nắm ảo trở về thực ngẩng đầu nhìn lên. Liền nhìn thấy kiếm quang lưu chuyển quanh thanh kiếm trắng không chui kia, như có một kiếm khách mặc áo trắng tinh khiết, nắm chặt thanh kiếm, thấp thoáng ẩn hiện. Vô cùng hư ảo, nhưng cũng rất chân thực, như thể kiếm tiên trên trời, đang tung một thanh kiếm xuống nhân gian. Lý triệt ở trong đó, cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng đậm đặc, lực lượng, của miếu thần, đến từ quỷ dị miếu ngũ lão bậc trung của lữ huyền kiếm tiên. Trong mắt Lý Triệt, dòng điện màu vàng tuôn trào, đang xen thành tia chớp, hắn giơ năm ngón tay lên lập tức bàn cờ thiên địa bay vút lên mở rộng ra giữa không trung hoàn toàn bao phủ phủ đệ tô gia cũng bao phủ cả hoàng kiếm tử vào trong tóc của hoàng kiếm tử bay loạn liên tục ngã về phía sau ha 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 đa tạ ngưu ma huynh bàn cờ thiên địa ngăn cách khí cơ có thể tranh thủ được nhiều thời gian hơn cho hắn hoàng kiếm tử tất nhiên là vui mừng khoảnh khắc tiếp theo hắn nhìn về phía thanh kiếm trắng tinh khiết được kiếm hạp phá vỡ để lộ ra. Đây là thanh kiếm mà hắn đã nuôi dưỡng mấy chục năm, hôm nay, xuất hạp, kiếm tiên nhất kiếm hoàng kiếm tử đột một bước lên một bước. Âm! Uhm. Đại địa sụp đổ, vô số kiếm khí như luồng lũ dữ, cuốn theo thanh kiếm của lữ huyền kiếm tiên, phóng thẳng lên trời, lao vào tầng mây, trên cơ thể hoàng kiếm tử, chiếc áo rách nát lập tức bị kiếm khí cắt thành trăm ngàn lỗ thủng. Trên thân thể hắn cũng dày đặc vết máu. Lực lượng của một kiếm này đã vượt quá giới hạn mà đại tông sư có thể chịu đựng, Hoàng kiếm tửu không chịu nổi, thân thể hắn sẽ bị kiếm khí tàn phá đến mức sụp đổ. Nhưng, Hoàng kiếm tửu đã sớm biết điều này, hắn giơ tay lên, điểm vào mi tâm, lập tức, một ấn ký thi chú màu đen như mực bỗng nhiên hiện ra, khí tức tử vong và thi khí cuồn cuộn lan tràn, lập tức bị Hoàng kiếm Tử hấp thụ vào trong cơ thể. Trên thân thể hắn đột nhiên bùng phát ra ánh sáng như ngọc đen. Trên cơ thể giống như ngọc đen ấy vô số dấu ấn chằng chịt như thể một đóa hoa chú ấn đang nở rộ đó là kết tinh của thi khí và tử khí đậm đặc đến cực hạn ngọc đen nở hoa thân thể bán thần phía xa trong mắt lý triệt dòng điện màu vàng không ngừng tuôn trào thì ra là vậy hoàng kiếm tủ là định lợi dụng thi chú chi ấn được thi thần giáo ban cho mượn tử khí và thi khí mênh mông ẩn chứa trong đó luyện thân thể thành bán thần chi thân cho dù chỉ là tạm thời nhưng cũng đạt đến trình độ có thể gánh vác được một kiếm này. Hắn đã vượt qua bức tường giữa Đại Tông Sư và Võ Thánh, đạt đến chiến lực Võ Thánh, ông ông ông. Trước phủ đệ Tô Gia, vang lên tiếng kiếm hết cực kỳ rực rỡ, kiếm quang mênh mông, huy hoàng đến cực điểm, như mặt trời chói chang, kiếm quang sáng chói chiếu rọi, trong phạm vi mấy chục dặm, tất cả đều được kiếm khí phủ lên ánh sáng, Tô Gia, hoàng kiếm tử hôm nay đến giết chó, trong đại sảnh của phủ đệ Tô Gia. Gia chủ Tô Gia Tô Văn Hỷ, đang xử lý công việc, cái chết của đại sư thần điêu Tô Hoài Minh, ảnh hưởng rất lớn đến nghiệp vụ thần điêu của Tô Gia. Lão phải nghĩ cách để giảm thiểu ảnh hưởng này đến mức thấp nhất, dù sao, trước khi chết Tô Hoài Minh đã nhận không ít đơn hàng thần điêu, lão phải tốn giá cao để đặt trước thần điêu từ các đại sư thần điêu khác, sau đó mới có lời giải thích cho khách hàng của Tô Gia. Đột nhiên, Tô Gia, Hoàng Kiếm Tử hôm nay đến giết chó. Tiếng gào thét như sóng dữ, nổ tung ầm ầm, không khí cũng nổ tung thành luồng khí lãng mênh mông, gây ra gió lốc dữ dội. Sắc mặt Tô Văn Hỉ hơi thay đổi, sau đó cảm nhận được một luồng kiếm ý và kiếm khí như dời non lấp biển, huy hoàng mênh mông, ai? Hoàng kiếm tử. Trên khuôn mặt Tô Văn Hỉ lập tức hiện lên vẻ giận dữ. Ầm, um, một bước đạp xuống, toàn bộ phủ đệ đều rung chuyển, khí lãng trắng xóa nổ tung, khí huyết khủng bố, chảy xuôi như rồng giận gào thét, chỉ trong nháy mắt, lão đã xuất hiện trên không trung của phủ đệ Tô gia nhìn thấy ngoài cửa, hoàng kiếm tử đầy tử khí và thi khí cuốn quanh, nắm chặt thanh kiếm tiên tinh khiết không tỳ vết cực kỳ khủng bố, kiếm ý mênh mông bát ngát xuyên thủng tầng mây, xuyên thẳng qua những đám mây bao phủ bầu trời, khiến ánh trăng trong trẻo rải khắp nơi, ngông cuồng, tìm chết, hoàng kiếm tử, người dám đến Tô gia ta gây rối. Gần đây Tô Văn Hỉ bị một loạt sự việc khiến cho lửa giận sôi trào, phiền muộn không ngớt, lúc này thấy hoàng kiếm tử tập kích, chỉ cảm thấy cơn giận bùng lên, gầm lên một tiếng, như lưỡi nở hoa thành sấm sét, tiếng gào thét như sóng lớn cuộn trào, truyền khắp các phương, tuy nhiên, lại như đâm vào một bức tường vô hình, bị áp chế xuống. Đồng tử của Tô Văn Hỷ co rút lại. Đột ngột ngẩng đầu lên. Trong mắt ánh lên tia sáng vàng rực rỡ, nhìn thấy trong mông lung, có một bàn cờ vô hình vắt ngang trên bầu trời, đây là địa phủ, hoàng kiếm tử, người câu kết địa phủ. Toàn thân Tô Văn Hỷ dựng hết tóc gáy, khí huyết cuồn cuộn dân trào, cơn giận như bị kích nổ, bùng lên dữ dội. Không khí phát ra tiếng nổ kịch liệt, mắt thường có thể thấy được những gợn sóng vô hình, như vết nứt trên mặt đất, chằng chịt như mạng nhện, vèo 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 vèo, trong phủ đệ tô gia, từng luồng khí tức mênh mông bùng phát dữ dội. Đó là từng vị đại tông sư, thần nguyên đại chân nhân của tô gia. Hoàng kiếm tử, tô vô danh xếp thứ ba trên bản chân truyền của càng nguyên thần tông, lúc này cũng lao lên từ đại viện tô gia. Nhìn về phía ngoài phủ, nơi hoàng kiếm tử đang nắm giữ kiếm ý và kiếm quan kinh khủng như mặt trời chó chang sắc mặt thay đổi mạnh mẽ điên rồi hoàng kiếm tử điên rồi hắn muốn làm gì với sức một mình hắn lại tập kích tấn công tô gia bọn họ hắn lấy đâu ra dũng khí đây là tìm chết sao không muốn sống nữa sao tuy nhiên rất nhanh trên khuôn mặt tô vô danh lộ ra một vẻ vui mừng bởi vì nếu hoàng kiếm tử chết thì trên bản chân truyền của càng nguyên thần tông hắn tô vô danh có thể xếp thứ hai thân hình của hoàng kiếm tử toát ra màu đen ngọc nở hoa ngọc đen đôi mắt trở nên đen kịt đồng tử có màu đỏ máu đây là bán thần chi thân cả người hoàn toàn thi hóa đã không còn được tính là người theo lý mà nói sau khi hóa thành bán thần hoàng kiếm tử sẽ bị ý chí của thi chúa chi ấn chi phối nhưng hoàng kiếm tử đã dùng thần tính của miếu thần lữ huyền kiếm tiên cưỡng ép trấn áp ý chí của thi thần này tương đương với việc hắn đã lợi dụng được sự tăng cường của thi chúa chi ấn bậc trung ngũ lão mà không phải trả giá bằng việc ý chí chìm đắm gia chủ tô gia tô văn hỷ là võ thánh nhất khai tu vi võ đạo cực kỳ mạnh mẽ ý chí võ đạo vang dội áp đảo năm ngón tay siết chặt vô số khí lưu trực tiếp bị bóp nát thành năm luồng gió lốc tô văn hỷ có nhãn lực cỡ nào vừa nhìn đã thấy rõ mưu đồ và sự tự tin của hoàng kiếm tủ mượn thân thể bán thần của thi thần giáo cánh vác kiếm tiên đạt được chiến lực võ thánh quả thật rất khá nhưng cũng chỉ có vậy có lão phu ở đây ngươi muốn giết ai tô văn hỉ hừ lạnh một tiếng toàn thân như bùng phát ra quang huy rực rỡ khí lưu thiên địa bị khoái động võ thánh giả thông đạt thiên địa có thể mượn lực của thiên địa để sử dụng sức mạnh của võ thánh đã sớm không còn tầm thường ầm lão bước ra một bước lập tức vô số luồng khí lãng đuổi theo sau lưng lão với tốc độ cực nhanh lao vọc ra ngoài vô số khí huyết như sóng lớn cuộn trào dâng cao lật trời úp đất một quyền siết chặt khí lưu xung quanh liền bị khoái động hóa thành một vùng biển mênh mông đập về phía hoàng kiếm tửu người đang nắm giữ kiếm ý huy hoàng như mặt trời chói chang muốn một quyền đập nát kiếm khí mặt trời muốn một quyền đánh nổ tên cuồng đồ dám lấy thân đại tông sư thách thức võ thánh chính hiệu này tóc đen của hoàng kiếm tửu bay phấp phới đôi mắt đỏ như máu chuyển động năm ngón tay nắm chặt kiếm tiên xa xa chỉ một ngón đột nhiên ánh mắt của hoàng kiếm tử khựng lại chỉ thấy tô văn hỷ đang bắn ra như pháo đạn đột ngột ngẩng đầu lên đột nhiên cảm thấy một tòa thành lớn đen kịt như mực từ ảo ảnh như tranh vẽ ngưng tụ thành hình dạng thực tế ầm ầm rơi xuống đè ép như thể có vô biên vô tận mực đặt cuộn trào thành trì cao lớn sừng sững u ám đáng sợ khiến tô văn hỷ bị bao phủ trong đó không biết được độ cao cũng không hiểu được độ sâu ầm dưới ánh mắt chăm chú của mọi người gia chủ mà tô gia vẫn luôn tự hào võ thánh nhất khai tô văn hỷ vậy mà lại biến mất không thấy đâu, hoàng kiếm tử sững sờ. Thi chú chi ấn ở mi tâm hắn dãy dụa nhảy lên, một luồng kiếm khí như cột khói đếm ngược, đang chống lại ý chí của thi thần. Hắn không còn nhiều thời gian. Lúc này, sau khi hiểu rõ tình hình, đột nhiên cười lớn. Ha 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 ha, đa tạ ngu ma huynh, theo kế hoạch của hoàng kiếm tử, hắn sẽ mượn thân thể bán thần của thi thần giáo, phối hợp với lực lượng của miếu thần kiếm tiên, để có thể dùng thanh kiếm tiên trong tay, ngăn cản Tô Văn Hỷ. Còn hắn sẽ nhân cơ hội này, xông vào Tô Gia. Nhưng hiện nay, Tô Văn Hỷ trực tiếp bị địa phủ dùng thủ đoạn thần bí mang đi mặc dù không biết ngu ma có thể kiềm chế vị võ thánh này bao lâu nhưng, đủ rồi, hắn hoàng kiếm tử không có võ thánh ngăn cản, tương đương với một con ngựa điên sổ lồng, Tô Gia trước mặt hắn, bằng phẳng không chướng ngại, hoàng kiếm tử cười lớn không ngớt, tóc đen như ma cuồng loạn, bán thần chi thân chấn động dữ dội, năm ngón tay nắm chặt kiếm tiên trong nháy mắt càng quét chỉ một kiếm mà thôi liền như gió lốc thổi qua kim ô bay ngang cỏ cây đều phục vạn vật cúi đầu tô vô danh vẫn còn kinh hãi trước sự biến mất đột ngột của gia chủ võ thánh tô văn hỷ chỉ cảm thấy từng sợi lông tơ dựng đứng khoảnh khắc tiếp theo cảm thấy đồng thời có luồng khí lạnh chạy từ tim lên cổ liền phát hiện đầu mình đã bị chém bay lên cao ba trượng cả vầng trăng treo cao trên bầu trời đêm dường như cũng tối sầm lại vào khoảnh khắc này trên mặt đất một luồng kiếm quang quét qua hùng vĩ và mênh mông tựa như mặt trời lớn từ chân trời bay vút lên cao sáng chói lóa tựa lưu ly trắng ngần không tì vết ẩn chứa sự bá đạo vô thượng siêu phàm kiếm khí cuồn cuộn như bánh xe nghiền nát tất cả khí thế ngút trời ha 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 hoàng kiếm tủ mái tóc đen bay cuộn lên ngửa mặt cười lớn tiếng cười chưa vang đến cả người đã hòa làm một với kiếm võ thánh có thể hòa vào thiên địa nắm giữ sức mạnh của đất trời làm của riêng mà lúc này hoàng kiếm tủ thân thể đủ để gánh chịu ý kiếm tiên này trong nháy mắt như hòa làm một với kiếm ý người kiếm hợp nhất nếu là hắn trước đây thân thể không đủ mạnh mẽ cưỡng ép dung hợp một kiếm này chỉ khiến cơ thể vỡ nát xương thịt tan tành rồi chết nhưng giờ phút này hắn chọn dung hợp ấn chú thi của ngũ lão trung vị hấp lấy lễ ban tặng của thi thần giáo rèn luyện thân thể thành bán thần chú thi sức mạnh của thân thể đủ để gánh chịu kiếm ý tiên này lực lượng cấp bậc võ thánh, chú Ngọc Thi của thi thần giáo, sánh ngang đại tông sư tam hoa đỉnh cao. Còn chú Thi sánh ngang võ thánh, chính là bán thần thi, thân thể của bán thần thi, cực kỳ mạnh mẽ, mỗi cử động đều như mang ý chí của lục dục thi thần, không thua gì sự công kích của cường giả võ thánh khi điều khiển sức mạnh thiên địa, trên cơ thể, tử khí cuốn quanh, đóa hoa ngọc đen phức tạp nở rộ, khí huyết lạnh lẽo dường như cũng sôi trào, huy hoàng tráng kiện, khí huyết bùng nổ, khí phách cuồng dân, Lùng sức mạnh lao thẳng lên trời, thậm chí cả máu chưa đông trong huyết quản cũng được kích. Hít, phun trào ra lực lượng kinh khủng, một kiếm, chém đầu, tông sư cấp bậc tam hoa đỉnh cao như Tô Vô Danh, thậm chí chưa kịp phản ứng, đầu đã bay cao, đầu lìa khỏi thân, bị chém bay cao đến 10 trượng, trên khuôn mặt của Tô Vô Danh, vẻ ngỡ ngàng vẫn còn đó, dường như không thể tin được, hoàng kiếm tử lại trực tiếp vượt qua võ thánh của Tô gia, ra tay giết chết hắn, kiếm ý hùng vĩ bàn bạc đó khiến linh hồn hắn run rẩy, không thể nào chống đỡ được đây không phải là một kiếm mà hắn có thể đỡ được, đó là thứ lực lượng áp chế khiến hắn thậm chí không thể nhúc nhích nổi một ngón tay, đó là sức mạnh cấp bậc võ thánh, mặc dù nói rằng áp chế của võ đạo không mạnh mẽ và đáng sợ như thần tính, nhưng áp chế cấp bậc vẫn tồn tại, và sau khi đạt đến cấp bậc võ thánh, sự áp chế càng mạnh mẽ hơn, vì việc điều động sức mạnh thiên địa đã đạt đến một loại vượt xa tầng lớp sinh mệnh. Tóc đen của hoàng kiếm tử như ngọn lửa đen chết chóc đang bùng cháy, bộ quần áo rách rưới trên người hắn lúc này lại trở nên vô cùng quý phái. Những hoa văn trên làn da ngọc đen nở rộ, như thần như ma, bán thần chú thi, tử khí như triều, cánh chịu kiếm khí tiên, mang theo một dáng vẻ kinh khủng như tiên như ma, năm ngón tay nắm chặt, kiếm khí bật lên, kiếm quan rực rỡ bùng nổ, đó là tốc độ quá nhanh, âm thanh không thể theo kịp tiếng kiếm khí phun trào, ầm. Trong nháy mắt, vụ nổ vang dội, kiếm khí trắng xóa, mênh mông hùng vĩ, chém nát thân thể không đầu của tô vô danh, dưới một kiếm, bất kể là da thịt, cân xương của đại tông sư tam hoa đỉnh cao, mạnh mẽ vô cùng, tất cả đều vỡ nát thành vô số mảnh vụn nhỏ như cát, máu mờ mịt tung bay, đầu của tô vô danh bị ném lên cao hơn 10 trượng, đôi mắt trợn trừng giận dữ, lùng sức mạnh nguyên thần mạnh mẽ bùng phát giữa ấn đường, a à. Hoàng kiếm tử, tô vô danh gào thét trong cơn giận dữ, trong nháy mắt, thần tính mênh mông hội tụ giữa đất trời, một viên kim đang rực rỡ cực độ, bay vút lên cao, tựa như mặt trời lớn trong mặt trời lớn có một thần ảnh phật hoan hỉ xoắn xuýt trần trụi nửa thân trên mỗi hơi thở ra hít vào kim đan cũng theo đó mà lớn lên rồi thu nhỏ lại đó chính là thai tức tô vô danh không chỉ là đại tông sư tam hoa đỉnh cao mà còn là một tu sĩ thần tính thai tức thoát với tu vi và sức chiến đấu không tầm thường hắn được tô gia bồi dưỡng bằng nền tảng tích lũy suốt ba ngàn năm thăng trầm hắn đã đứng vững trong bản chân truyền của càn nguyên thần tông tuy nhiên tô vô danh luôn ghen tị ghen tị với thiên phú của hoàng kiếm tủ ghen tị với tài năng kiếm đạo của hoàng kiếm tử rõ ràng đều học kiếm nhưng hoàng kiếm tử cầm kiếm lên là có thể ngộ ra kiếm đạo tiến bộ như vũ bảo khiến người ta tuyệt vọng thiên phú kiếm đạo như vậy ai mà không tuyệt vọng vì vậy tô vô danh muốn hủy diệt hoàng kiếm tử hắn biết hoàng kiếm tử thích trúc thanh nên tìm mọi cách chen vào đội của hoàng kiếm tử và trúc thanh ba người cùng nhóm trong một lần làm nhiệm vụ hắn dùng tài năng gia tộc để khiến trúc thanh rung động về tài năng tu hành hắn không bằng hoàng kiếm tử nhưng về khoảng tán tỉnh nữ nhân hoàng kiếm tử trầm lặng vô vị có mười người cũng không bằng một mình hắn hắn như ý nguyện cưới được trúc thanh để trúc thanh sinh con cho hắn rồi dùng bí thuật gia tộc trúc cạn thiên phú của trúc thanh chuyển hóa thành thiên phú cho bản thân thiên phú của hắn được nâng cao nhưng vẫn bị hoàng kiếm tử đè ép khiến hắn vô cùng tức giận mỗi lần về nhà đều hành hạ trúc thanh chỉ cảm thấy thiên phú của trúc thanh không đủ tốt để hắn vượt qua hoàng kiếm tử sau đó để hành hạ Hoàng Kiếm Tử, để ảnh hưởng đến tâm trạng tu hành của Hoàng Kiếm Tử. Hắn mời Hoàng Kiếm Tử vào Tô phủ, gặp lại Thanh Mai trúc mã trúc thanh mà Hoàng Kiếm Tử luôn nhớ nhung. Quả nhiên như hắn dự đoán, tâm trạng của Hoàng Kiếm Tử rối loạn, cả người dường như mất hết tinh thần, bắt đầu uống rượu, sống trong mê mang như rơi vào vực thẳm, không thể cứu vãn. Tô Vô Danh thấy được hy vọng đuổi kịp Hoàng Kiếm Tử. Đáng tiếc, nhiều năm trôi qua như vậy, Hoàng Kiếm Tử vẫn đè ép hắn hoàn toàn dựa vào thiên phú khiến hắn tuyệt vọng và khó thở. Dù những năm này hắn đã cưới thêm mấy nữ nhân có thiên phú phá vỡ trinh tiết của họ hút cạn thiên phú của họ nhưng vẫn không thể đuổi kịp. Hắn hận thấu xương những người có thiên phú chỉ hận hoàng kiếm tử không phải nữ nhân nếu không nhất định hắn sẽ hút cạn thiên phú của hoàng kiếm tử mà giờ phút này hoàng kiếm tử xuất hiện trước mặt hắn lại điên cuồng phát động tấn công tô gia vung kiếm chém về phía vỏ thánh của tô gia và chém về phía hắn hoàng kiếm tử thân thể bị chém nát nguyên thần của tô vô danh run rẩy giận dữ đến cực điểm giọng nói cũng mang theo rung động nguyên thần mạnh mẽ của thai tức thoát ầm ầm rung động kim đang bùng phát ánh sáng rực rỡ vô số dao động nguyên thần cuộn lên dường như hóa thành một thanh đao dài bốc cháy ngọn lửa dục vọng thanh đao được rút ra từng in một từ thắt lưng của phật hoang hỉ trong kim đan tô vô danh biết rõ hoàng kiếm tủ lúc này thân rơi vào u minh hóa thành bán thần thi hơn nữa còn nắm giữ một thanh kiếm ý của kiếm tiên miếu thần trên tầng võ đạo, vô song vô địch, căn bản không phải là thứ hắn có thể chống lại, điều duy nhất hắn có thể làm là dùng tu vi thần tính thai tức thoát để chống đỡ trong chốc lát, chờ đợi võ thánh và đại tu sĩ thần thai của Tô gia đến cứu viện, chỉ có như vậy hắn mới có thể sống sót. Ông ông ông. Thanh đao vô hình đốt cháy nguyên thần vang lên, theo. Từng in đao dục vọng được rút ra khỏi Phật Hoang Hỉ, lưỡi đao sắc bén cực độ bùng phát từ kim đan của Tô Vô Danh, dường như muốn chém vạt bầu trời nguyên thần của tô vô danh cháy bùng ngọn lửa nguyên thần nóng bỏng giữa ngọn lửa nhảy múa ánh đao cuồn cuộn cuốn theo vô tận dục vọng chém về phía hoàng kiếm tử lúc này đã nhập thần nhập ma ầm 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 đó là một đao chém vào nguyên thần lại bùng nổ ra tiếng sấm rền vang ánh đao chói lọi như mặt trời rực rỡ trong nháy mắt vô thanh vô tức chém vạt hư không dục vọng như lửa ánh đao như thác đầu của tô vô danh rơi xuống trong phạm vi mười trượng ánh đao cuồng loạn sắc bén xé toạc luồng khí phát ra tiếng gào thét như rồng ngâm hổ khiếu, đau dục vọng hóa thành từ bí thuật nguyên thần chém ra, Tô Vô Danh có cảm giác thông suốt và sảng khoái đã lâu không có. Đây là đao mà thiên phú hắn cướp. Đoạt được, thể hiện sự đắc ý nhất của hắn, tất cả ý niệm, khí phách, ý chí chiến đấu, dục vọng của hắn, đều được dung hợp và giải phóng trong một đao này. Với đao này, nếu hoàng kiếm tủ chưa từng nắm giữ kiếm ý tiên, chưa từng hóa thành bán thần chú thi, hắn có đủ tự tin đánh bại hoàng kiếm tủ, để lên vị trí thứ hai trong bảng chân truyền, tuy nhiên. Đối mặt với đau dục vọng cực hạn này, trong con ngươi đen kịch của Hoàng Kiếm Tử, đồng tử đỏ như máu xoay chuyển, lộ ra vẻ kinh thường, lạnh nhạt. Năm ngón tay như móc câu, búng nhẹ trong hư không. Dường như búng ra một tia sáng chói lọi từ mặt trời, tiếng kiếm ngân vang rực rỡ, xuyên qua, vặn vẹo không khí, xé toạc luồng khí, đau dục vọng của tô vô danh, sụp đổ, tan vỡ trong nháy mắt, bị kiếm ý tiên phong bể nghệ đó nghiền nát như lấy trứng chọi đá, như con kiến đòi lay cây, Tô Vô Danh cảm thấy đau mà hắn đắc ý nhất trong đời, trước kiếm quan này nhỏ bé như hạt cát giữa biển khơi, vì sao lại như thế này, thiên tài, là có thể muốn làm gì thì làm sao, kiếm quan bật lên, lưu chuyển trong. Nháy mắt, như một kiếm tiên độc lập ngoài thế giới điểm ra một kiếm, trong kiếm có biến hóa, sinh diệt muôn vàng, đao nguyên thần, cùng với nguyên thần của Tô Vô Danh đều bị kiếm khí chém nát. Như thần linh thổi một hơi ngược lại liền tan thành mây khói. Nguyên thần của Tô vô danh gào thét trong kinh hải, rồi không còn tiếng động, ý chí tiêu tan. Kim đa nguyên thần của hắn nứt toát, Phật hoan hỷ trong đó cũng thét lên, bị một đạo kiếm quan huy hoàng chém qua trong nháy mắt, chia thành hai nửa, bốt. Một viên kim đa nguyên thần nổ tung giữa không trung, cũng hóa thành tro bụi, vô số thần tính bùng nổ, tràn ra trên bầu trời, như những gợn sóng lan tỏa cuồn cuộn, Tô vô danh, hoàn toàn chết rồi, Hoàng Kiếm Tửu không thèm nhìn đến vị trí Tô Vô Danh bị tiêu diệt thành huyết vụ. Dù rằng, hắn đã muốn giết Tô Vô Danh từ nhiều năm nay, nhưng giờ phút này thực sự giết được Tô Vô Danh, hắn lại tỏ ra rất bình tĩnh, thản nhiên, trong lòng không gợn lên chút sóng nào. Giữa ấn đường của hắn, một luồng kiếm khí trắng tinh đang chậm rãi cháy như một nén hương. Hắn căn bản không kịp cảm khái về cái chết của Tô Vô Danh. Hắn không còn nhiều thời gian tóc đen của hoàng kiếm tử bay cuộn như thác hắn bước đi giữa không trung hắn chỉ muốn giết thêm nhiều con chó của tô gia những năm điều tra này càng điều tra càng hiểu rõ sự dơ bẩn đằng sau đại thế gia lớn nhất đạo thành tràng nguyên này một con quái vật khổng lồ như vậy từ lâu đã mọc đầy những khối u ác có lẽ vì bí thuật cướp đoạt thiên phú khiến các đệ tử tô gia cảm nhận được khoái cảm của việc không làm mà hưởng bọn họ bắt đầu điên cùng thử nghiệm các phương pháp khác nhau bọn họ liên tục bắt giữ những nữ nhân có thiên phú để không gây chú ý trong đạo thành, thậm chí bọn họ còn ra tay từ các thành trì khác, bắt nữ nhân vào Tô gia, bất kể là thiên tài bình dân hay thiên tài của một số tiểu thế gia, bọn họ đều dùng mọi thủ đoạn để thử nghiệm, tìm cách nâng cao và cấy ghép thiên phú. Thậm chí, để theo đuổi sự đa dạng về thiên phú, bọn họ lựa chọn đủ loại thiếu nữ có thiên phú, từ bé gái 5 tuổi cho đến nữ nhân độc thân 30 tuổi, bọn họ đều không bỏ qua. Chỉ cần có thiên phú, chỉ cần còn trinh, đều trở thành mục tiêu của bọn họ hoàng kiếm tử càng điều tra, càng kinh hãi. Lòng ngực hắn phập phồng, dường như có một luồng khí quất kết đang quay cuồng, sôi trào, gầm thét. Truyền đến thanh kiếm trong tay hắn, khiến nó rít cào, cào thét, cái chết của tô vô danh, chỉ là sự khởi đầu. Hắn muốn giết rất nhiều, rất nhiều thứ còn không bằng heo chó. Hắn muốn chém sạch sẽ những khối u ác của đại thế gia ba ngàn năm thăng trầm này, ánh mắt của hoàng kiếm tử ngẩng lên, nhìn về phía bàn cờ mờ mịt giao thoa giữa trời và đất, nhìn về phía thành trì bí ẩn bao phủ gia chủ tô gia một võ thánh nhất khai trong đó hắn không biết ngưu ma có thể cản trở được bao lâu mặc dù hắn đã thuê một sát thủ tinh túc của hắc thần cát tiêu tốn toàn bộ tài sản mặc dù hắn đã cầu được đại trưởng lão phương hàng thư của càn nguyên thần tông ngăn cản được thực lực lớn nhất của tô gia vị võ thánh nhị khai khai gian hải cương khí kia là tô lôi bá nhưng thời gian còn lại cho hắn thực sự không nhiều hoàng kiếm tử phun ra một lùng kiếm khí như sấm sét thanh kiếm tiên trong tay rực rỡ như mặt trời cháy bỏng vung lên mạnh mẽ hoàng kiếm tửu đứng sừng sững trong kiếm quang, tử khí và thi khí cuộn trào như thần ma múa tiên kiếm phục cùng với đóa hoa máu nở rộ một cái đầu rơi xuống ngay cả nguyên thần cũng bị kiếm khí xuyên thủng chém nát mà chết đó là một thần nguyên chân nhân cảnh giới nguyên thần thoát của tô gia thực lực không yếu nhưng giờ phút này chỉ một luồng kiếm khí tùy ý đã bị chém giết tiếng kinh hãi và phẫn nộ vang dội các cường giả của tô gia đều dựng tóc gáy sợ hãi cuộn trào, trong mắt họ hiện lên vẻ không thể tin được và kinh hãi. Chỉ trong một lần chạm mặt, Tô Vô Danh, người có thần tính thai tức, đã bị chém giết, đây còn là người sao, không, hoàng kiếm tử lúc này, là võ thánh, võ thánh nắm giữ một ti kiếm ý tiên, cấp bậc cao, căn bản không thể ngăn cản, chạy trốn, các tu sĩ của Tô Gia, như khỉ chạy tán loạn khi cây đổ, đại nạn ập đến mỗi người một ngã, điên cuồng lao đi trốn chạy, tóc của hoàng kiếm tử bay lên, trong ánh mắt đỏ như máu, hiện lên một nụ cười khinh bỉ đây chính là đệ tử thế gia cũng chỉ là heo chó mà thôi kiếm khí của hoàng kiếm tử cuộn ra một kiếm áp xuống như dòng sông lớn cuốn qua kiếm khí như thác nước tràn đầy cuốn đi khắp bốn phương tất cả các tu sĩ tô gia đều bị bao phủ bởi kiếm khí của hắn hoàng kiếm tử rơi xuống đất tựa như cầm kiếm ngửa mặt lên trời cười ngón tay cái của hắn bật nắp bình rượu đầy vết kiếm trong tay hắn đang uống rượu hắn đang cười lớn hắn đang giết người ầm um, ầm um, ầm um. trên bầu trời đêm dường như có tiếng sấm nổ vang cuộn trào ầm um, ầm um. phủ đệ của trấn miếu ti đang xem xét các bản báo cáo từ các ngôi miếu quỷ dị ở khắp đạo thành càng nguyên truyền về của các tổng sai trấn giữ phân tích tình hình của các ngôi miếu quỷ dị đột nhiên tiếng sấm nổ vang dường như có một đạo kiếm ý muốn xé toạc bầu trời đêm mặc dù rất ẩn khuất dường như bị một sức mạnh mạnh mẽ và thần bí nào đó che giấu nhưng người thường xuyên giao đấu với kiếm khí như vũ văn vấn long đôi mắt đột nhiên co lại thân hình hắn lóe lên xuất hiện trên nóc một tòa lầu cát của trấn miếu ti giữa những mái hiên công vút hắn đứng đó tà áo bay phấp phới thân hình vạm vỡ vẽ nên những đường nét khí huyết tỏa ra dường như hòa là một với thiên địa hóa thành khói sóng gào thét đây là kiếm ý của kiếm tiên lữ huyền trong ngôi miếu quỷ dị là ai bàn chân của vũ văn vấn long đột một dẫm xuống hư không dường như có những gợn sóng vô hình rung động cơ thể mạnh mẽ của hắn đâm xuyên qua từng lớp khí trắng tốc độ nhanh như một tia chớp đen dưới ánh trăng lao vút trên mặt đất ở góc đông nam của đạo thành càng nguyên có một ngôi miếu quỷ dị đứng sừng sững trấn miếu ti đã bố trí nhiều trạm gác xung quanh nơi này từng chiếc lều trắng dựng lên điểm xuyết như những bông hoa trắng xung quanh ngôi miếu quỷ dị đang tỏa ra màn sương đen đường dây cảnh giới được kéo lên cách ly toàn bộ khu vực mà ngôi miếu quỷ dị, sương quỷ và những điều quỷ dị liên quan đến. Đây chính là ngôi miếu quỷ dị cấp ngũ lão thứ ba ở đạo thành Càng Nguyên, trực thuộc trấn miếu ti. Kiếm tiên lữ huyền trừ tà lục dục, ngôi miếu quỷ dị, Vũ Văn Vấn Long vừa xuất hiện, nhiều đốc ti, tổng sai của trấn miếu ti đang canh giữ xung quanh ngôi miếu quỷ dị, liền bắn tới. Tổng đốc ti, các thần sai xếp hàng chỉnh tề, chắp tay nói. Ánh mắt của Vũ Văn Vấn Long nhíu lại, trong mắt hiện lên một ti khác lạ tổng đốc ti phong đâu tổng đốc ti phong vẫn đang ngồi trong quỷ khuyết chưa trở về có cần chúng ta phái người vào quỷ khuyết truyền tin mời tổng đốc ti phong trở về không một vị đốc ti chắp tay hỏi vũ văn vấn long phất tay không cần chỉ là vừa rồi cảm nhận được một đạo kiếm ý sắc bén rất giống với kiếm ý của kiếm tiên lữ huyền nên mới đến ngôi miếu quỷ dị để xem hiện tại xem ra chắc là không phải đột nhiên vũ văn vấn long vừa dứt lời tiếng nổ ầm ầm vang dội chỉ thấy sương mù quỷ dị trước mắt dường như bị một người chém đứt từ giữa chia thành hai nửa một bóng người cao lớn vạm vỡ toàn thân quấn quanh ánh đao như rồng chậm rãi bước ra mỗi bước chân rơi xuống dường như khiến đất trời rung động ầm ầm khiến trái tim người nghe cũng muốn vỡ nát theo tiếng bước chân ngay cả vũ văn vấn long cũng không khỏi cảm thấy chói mắt phong chi kỳ trong lòng vũ văn vấn long hơi rung động khí huyết quanh thân như muốn bị đánh tan võ thánh tứ cảnh khai nhân đan khai khí hải khai sơn kính và khai thiên môn mỗi lần khai cảnh đều là phá vỡ giới hạn của cơ thể tiến đến siêu phàm thoát tục phong chi kỳ thường xuyên đóng quân trong kiếm khuyết quỷ dị thực lực cực kỳ mạnh mẽ là nền tảng lớn nhất được trấn miếu ti thần đô phái đến ngồi ở đạo thành càng nguyên phong chi kỳ là một võ phu tuyệt thế cảnh giới võ thánh tam khai đã khai sơn kính có người chỉ ở dưới chân núi có người ở lưng chừng núi còn phong chi kỳ đã sắp lên đến đỉnh núi vũ tổng đốc ngươi cảm nhận không sai, đúng là kiếm ý đó, kiếm ý của kiếm tiên, tiểu tử kia mượn từ kiếm tiên miếu thần. Giọng nói của Phong Chi Kỳ thô trầm, như tiếng chuông vang vọng. Hiện tại xem ra, tiểu tử đó đã chọn sử dụng rồi ánh mắt sâu thẳm của Phong Chi Kỳ nhìn về phía tô gia, mơ hồ như thấy được một bàn cờ trời đất quay quanh, ngăn cản sự thăm dò, ngăn cản ánh nhìn. Nhưng kiếm ý tiên thực sự quá chói lọi, như mặt trời rực rỡ, xuyên qua bàn cờ trời đất. Tất nhiên, cũng có nguyên nhân là người điều khiển bàn cờ trời đất, lúc này đã thả lỏng tâm thần. Lông mày của Vũ Văn Vấn Long nhướng lên, hoàng kiếm tử, đúng là hắn. Vũ Văn Vấn Long hít sâu một hơi. Hắn cũng nhìn về phía Tô Gia. Hắn thực sự một mình đơn độc ra tay với Tô Gia, cảm giác của hắn lan rộng ra, ngay sau đó, vẻ mặt hơi thay đổi. Tên tiểu tử này, đã mời được một sát thủ tinh túc của hắc thần cát, ngay cả Phương Hàng Thư cũng ra tay vì hắn. Xem ra, thời gian trước phương hàng thư cấm túc hoàng kiếm tủ hoàn toàn là diễn cho tô gia xem đã ngăn được tô đạo linh cản được tô lôi bá nhưng trong tô gia phủ đệ vẫn còn tô văn hỷ một võ thánh nhất khai mặc dù chỉ là võ thánh mới tấn thăng nhưng dù sao cũng là võ thánh hoàng kiếm tử dù mượn được kiếm ý tiên với thân thể đại tông sư không phải loại hình cường hãn e rằng sẽ bị kiếm ý tiên chém nát dù gánh chịu được một đạo kiếm ý tiên cũng chỉ có thể đấu ngang sức với tô văn hỷ võ thánh nhất khai thôi chẳng phải chỉ gây ra tiếng vang thôi sao vũ văn vấn long nhíu mày cảm thấy rất khó hiểu hành động của hoàng kiếm tửu lần này quả thực là bốc đồng ngu ngốc đột nhiên vũ văn vấn long cũng cảm nhận được một bàn cờ khổng lồ quay trên bầu trời cơ thể hơi rung động địa phủ hoàng kiếm tử còn mời địa phủ ngăn cản võ thánh này sao vũ văn vấn long hít sâu một hơi trong mắt có ánh sáng lóe lên địa phủ, có thể ngăn được Tô Văn Hỷ, ầm. Thành trì màu mực đậm đặc ầm ầm sụp đổ xuống. Tô Văn Hỷ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, dường như trong nháy mắt, bị tước đoạt ngũ cảm lục thức, đây là, cái quái gì? Hắn gầm lên giận dữ, trên cơ thể, khí huyết mạnh mẽ vô cùng ầm ầm quét sạch, sương mù màu mực xung quanh rung động vỡ vụn, âm thanh ầm ầm lấy cơ thể hắn làm trung tâm, cuốn bay điên cuồng, hai chân đột ngột dẫm xuống mặt đất chắc chắn, cảm giác vững chắc đó, khiến lòng hắn hơi thả lỏng. Ngũ cảm lục thức lập tức quay trở lại, ý niệm liên kết với thiên địa thuộc về võ thánh, cũng vào thời khắc này, trở lại trong ý thức, trong mắt Tô Văn Hỷ, ý lạnh cuộn trào, năm ngón tay nắm chặt, cơ bắp toàn thân căng phòng, từng sợi gân lớn bật lên trên cơ lưng, cột sống bùng phát ánh sáng, ba hạt thần chủng rực rỡ phát sáng, như ba quả tim đập loạn. ao à. Những giọt mưa màu mực rơi từ độ cao vạn trượng, đập vào trán, đập vào vai hắn, đều bị khí huyết nóng bỏng của hắn bốc hơi sạch sẽ. Đây là đâu? Tô Văn Hỷ nhìn xung quanh, một màu đen như mực tràn vào tầm mắt, tất cả đều là màu mực, như tranh thủy mặc. Hiện tại hắn, đang ở trong tranh. Thủ đoạn của địa phủ, trong lòng Tô Văn Hỷ hơi rung động. Đối với địa phủ, hắn căm hận vô cùng, là gia chủ Tô Gia, gần đây thực sự có chút đau đầu, cái chết của Tô Hách Liên và Tô Hoài Minh, ảnh hưởng không nhỏ một người là tô gia tiêu tốn rất nhiều tài nguyên để có được vị trí trưởng lão vinh dự ngoại môn của càng nguyên thần tông theo cái chết của tô hách liên vị trí này bị hủy bỏ bao nhiêu tài nguyên đều đổ sông đổ biển còn cái chết của tô hoài minh càng gây ảnh hưởng cực lớn đến ngành công nghiệp điêu thần của tô gia địa phủ tô văn hỷ nghiến răng nghiến lợi trong mắt cuộn trào sát khí ngút trời đột nhiên tiếng xé gió vang lên kinh khủng một bóng đen khổng lồ bất ngờ xuất hiện trên đỉnh đầu hắn cùng với tiếng va chạm của các linh kiện âm thanh ầm ầm của linh mục, luồng gió mạnh dữ dội ầm ầm đè xuống như núi cơ quan thú cơ quan thú ngũ lão hạ vị sánh ngang võ thánh tô văn hỉ ngẩng đầu lên chỉ thấy rõ ràng con cơ quan thú cao 5 mét có tên là huyết dương cửu thần kim can viên đang lao xuống như che trời lấp nhật năng lượng đáng sợ phát ra chớp sáng nắm đấm dập xuống như có sức mạnh dời non lấp biển vô số luồng khí bị đè bẹp dòng khí bị nghiền nát tô văn hỉ nhướng mày lạnh lùng toàn thân rung động năm ngón tay nắm chặt, hai cánh tay vung lên, như hóa thành một con chim ưng lao vút lên. Đây là võ học thần chủng, hơn nữa là võ học thần chủng đã đạt đến hóa cảnh, tinh diệu tuyệt luân, chính là hóa cảnh, dường như hòa là một với thiên địa, khí phách hung hãn ngạo nghễ lao thẳng lên trời, không khí rung động vì nó, như những con sóng khổng lồ của dòng sông lớn, cuộn trào ầm ầm, ầm. Tô Văn Hỷ không lùi mà tiến, dưới sự gia tốc, dường như có một quả đan lớn đang đập phập phồng, trên quả đan lớn đó, có thể thấy một vết nứt kinh người trong vết nứt có một luồng tinh nguyên cực kỳ hùng mạnh và hùng hậu phun trào ra dung hợp với cương khí hình thành một loại năng lượng cao hơn vượt qua sức mạnh của tam hoa cương khí đó chính là nguyên cương như cầu vòng xuyên mặt trời một tiếng huyết sáo dài tô văn hỷ một võ thánh thể hiện khí phách vô biên một quyền của hắn va chạm với nắm đấm của huyết dương cửu thần kim can viên gây ra chấn động kinh thiên động địa ầm 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 trong nháy mắt nắm đấm của tô văn hỉ va chạm với nắm đấm của kim cang viên như mặt đất va chạm với mặt trăng cả thành trì màu mực rung động dữ dội sương mù màu mực xung quanh thành trì cuộn trào nổ tung dường như có hàng trăm tiếng nổ khí cùng lúc vang dội từ trong thành trì màu mực ầm cánh tay của kim cang viên được làm bằng linh mục chứa đựng hàng ngàn ấn cơ quan chịu đựng một quyền phẫn nộ của võ thánh nổ tung thành vô số mảnh vụn nhỏ như hàng ngàn sợi gỗ bắn ra khuôn mặt của tô văn hỉ đầy giận dữ hắn bị địa phủ kéo đến nơi quái quỷ này tên hoàng kiếm tửu đã rơi vào thi thần giáo hóa thân thành bán thần thi nắm giữ một thanh kiếm ý tiên giờ phút này ở trong tô gia chẳng phải là tung hoành vô địch sao tuy nhiên tô văn Hỷ cũng không quá lo lắng vì tô gia còn có nội tình không chỉ có một mình hắn là võ thánh còn có tô đạo linh và tô lôi bá lúc này tô văn Hỷ đấm nát cánh tay của kim trang viên ánh mắt như tia chớp lóe lên linh một bình thường cũng chỉ có vậy giống như một sản phẩm dị dạng bị ép buộc nâng lên cấp bậc võ thánh. Tô Văn Hỷ với nhãn lực như vậy, chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy được khuyết điểm của Kim Cang Viên, vấn đề về vật liệu chính là hạn chế lớn nhất của cơ quan thú, cho dù dùng ấn cơ quan để bù đắp, nhưng vẫn còn xa mới đủ, ánh mắt sắc bén của Tô Văn Hỷ quét khắp thành trì màu mực, nhưng sương mù đen đặc cuộn trào, khiến hắn kinh hãi phát hiện. Nguyên thần của hắn bị suy yếu rất nhiều trong thành trì màu mực này. Hơn nữa, trong thành trì quỷ dị này, hắn không thể hấp thụ thần tính từ bên ngoài, trong thiên địa của thành trì màu mực này không có thần tính, thế giới cách ly thần tính. Địa phủ rốt cuộc là thứ gì, càng cảm nhận càng kinh hãi, từ khi miếu quỷ dị xuất hiện trên thế gian, thần tính dường như đã hòa vào mọi ngóc ngách của thiên địa. Chỉ có thần tính dày hay mỏng, căn bản không thể có nơi nào không tồn tại thần tính, trừ phi, thành trì này không ở nhân gian, điều này sao có thể? Lý Triệt đeo mặt nạ ngu ma, ẩn mình trong bóng tối nhìn thấy kim cang viên và tô văn hỷ đối đầu nhau dường như không hề lay chuyển được tô văn hỷ vị võ thánh này đã mở ra một vết nứt trên đại đan cơ thể giải phóng tinh nguyên ra ngoài dung hợp thành nguyên cương bá đạo vô song kim cang viên suy cho cùng cũng chỉ là cơ quan thú ngũ lão hạ vị được ép buộc nâng cao bằng khí huyết hà vĩ lý triệt đội mũ rộng vành thân hình như núi tháp khẽ rung lên chính sợi gân lớn rung động không ngừng quả thật vật liệu của kim cang viên không đủ tốt quả thật là sản phẩm dị dạng trong miệng ngươi. Hắn đột ngột ngẩng đầu lên. Dưới mặt nạ ngưu ma, đôi mắt giao thoa ti chớp, nhưng, như vậy thì sao, tâm thần khẽ động. Cánh tay của Kim Cang Viên vừa nổ tung, vô số mảnh linh một cuộn trào, ngay sau đó, khí huyết hà vĩ điên cuồng phun trào, hóa thành cánh tay của Kim Cang Viên bị Tô Văn Hỷ đập nát, trên khí huyết hà vĩ, từng đạo thần ấn vạn tượng đang xen xoay tròn, Kim Cang Viên như được thay bằng vũ khí hiện đại, cầm thép giận dữ, lại vung một quyền, đấm mạnh về phía tô văn hỷ đồng thời lý triệt đeo mặt nạ ngưu ma giơ tay búng ngón tay sau lưng kim trang viên một bóng dáng mặt kim giáp cầm chặt thanh xà mâu màu vàng lao vọc ra mũi chân điểm nhẹ luồng khí dữ dội đôi mắt bắn ra ánh sáng vàng như thiên vương giận dữ toàn bộ luồng khí trong thiên địa dường như vào thời khắc này đổ dồn vào cơ thể của kim giáp thần tướng khí tức tăng vọt con mãn xà khổng lồ lao ra sau lưng kim giáp thần tướng một đòn tấn công đáng sợ ập xuống. Thương mãn xà, cả bầu trời dường như vào thời khắc này, ầm ầm sụp đổ, bùng bùng, hai tiếng nổ khí cực kỳ kinh khủng, đó là âm thanh du lễ thanh không chút do dự kích nổ thần chủng trong hai kỳ môn, vẻ mặt của Tô Văn Hỷ hơi sững lại. Đây là, tử sĩ của địa phủ. Không phải tử sĩ, thì nhà ai mà vừa gặp mặt đã tự bạo thần chủng. Cảm nhận được khí tức đáng sợ và điên cuồng của kỳ môn bạo chủng, Tô Văn Hỷ nắm chặt nắm đấm lơ lửng, ánh mắt như tia chớp bắn ra vô số ánh sáng chói mắt trong đó cuộn trào một tia tức giận bị khinh thường địa phủ dường như muốn giết ta muốn đồ sát một võ thánh vù 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 bên trong mặt thành mưa lớn gào thét mỗi giọt mưa rơi xuống đều như mũi tên xé toan không khí phát ra tiếng nổ vang ánh mắt của tô văn hỷ tràn đầy sát khí toàn thân cơ bắp căng lên mặc dù bị kéo vào thành trì độc đáo này nhưng tô văn hỷ chỉ nghĩ đây là nơi địa phủ dùng một loại thần phù trận nào đó tạo nên trong lòng hắn không hề cảm thấy nguy cơ võ thánh cường giả thần hợp với đất trời có thể mượn lực thiên địa cảm giác trở nên vô cùng nhạy bén cảm nhận về nguy cơ sinh tử cũng rõ ràng vô cùng hắn không cảm thấy trong thành này có thứ gì đe dọa được mình tuy nhiên hắn lại cảm nhận được sát ý sát ý vô hình bao phủ lấy hắn khiến hắn vô cùng xấu hổ và phẫn nộ đó là cảm giác bị một đám kiến hô nhắm đến muốn giết chết mình. Muốn đồ sát một tôn võ thánh, trừ phi địa phủ phái ra võ thánh thật sự. Nếu không, chỉ bằng một con cơ quan thú có khiếm khuyết và đám các ngươi, cũng dám nghĩ đến, võ thánh đó là tồn tại vượt xa đại tông sư, có thể xưng là siêu phàm thoát tục, cảm ngộ lực lượng thiên địa. Mỗi cử chỉ hành động đều có thể mượn lực thiên địa làm cho mình sử dụng. Một con cơ quan thú có khiếm khuyết, cộng thêm một đại tông sư đỉnh phong, lại muốn đồ sát một tôn võ thánh. Nói mơ giữa ba ngày, rắc 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 nắm chặt tay, cơ bắp cọ sát, phát ra âm thanh chói tai. Tô Văn Hỷ, võ thánh của Tô Gia, mặc dù chỉ mới thăng cấp vài năm, nhưng dưới sự bồi dưỡng và tích lũy của Tô Gia, hắn đã đạt đến cực hạn của võ thánh sơ kỳ. Đang điền chấn động, như muốn xuất hiện vết nứt thứ hai, bàn bạc võ thánh nguyên cương bùng nổ xung quanh, gần như thành màu sắc thực chất, vặn vẹo không khí, sở hữu lực lượng hủy diệt khủng bố. Ầm, mở rộng năm ngón tay, điểm giữa không trung, như năm ngọn giáo thần xuyên thủng không khí, áo choàng cổ xưa trên người tô văn hỉ đột nhiên căng ra vỡ vụn lộ ra cơ thể cường tráng như thép tinh luyện nắm đấm tung hoành một quyền đánh ra vô số mưa đen đều treo ngược lên bầu trời huyết dương cử thần kim can viên ngẩng đầu gào thét hàng chục ngàn ấn ký cơ quan trên khắp cơ thể nó đồng thời bùng phát tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhất khí huyết xá vĩ trên nắm đấm va chạm với tô văn hỉ ngưng tụ lại như thủy tinh màu máu tựa như có huyết hỏa đang cháy bên trong khí huyết xá vĩ là thần thông của đạo quả long tượng kim cang thuộc loại thần thông hỗ trợ có đủ loại chức năng thậm chí có thể nâng cao phẩm chất của thần binh cơ quan bù đắp khiếm khuyết đây cũng là một trong những biện pháp lý triệt dùng để tăng cường và bù đắp cho kim cang viên với đạo quả long tượng kim cang thực hiện tam thoát thần thông hà cử thức tỉnh nhị trọng thiên thần thông long tượng thiên cương khí huyết xá vĩ cũng được nâng cao khí huyết xá vĩ như đất sét biến hình được nặng thành cánh tay vô cùng mạnh mẽ cơ bắp chồng chất từng gân xanh màu máu căng lên âm một quyền đập mạnh xuống va chạm với nắm đấm ngang đẩy của tô văn hỷ đã đập nát được lần đầu thì cũng đập nát được lần thứ hai dù ngươi dùng thủ đoạn gì để bù đắp cũng vô ích tô văn hỷ lạnh lùng quát một người một vượng một lớn một nhỏ hai thân hình lại một lần nữa hoàn thành sự giao thoa và tranh đấu ở tầng lớp quyền lực đùng như có một ngôi sao xé toạc hư không rơi mạnh xuống đất ánh sáng rực rỡ đột nhiên bùng nổ màu máu như sương mù dày đập phun ra khắp mặt thành tại vị trí va chạm sóng xung kích thực chất liên tục lan tỏa như vòng tròn đồng tâm khoái động thành biển khí mênh mông tuy nhiên lần này ngoài dự liệu của tô văn hỷ cánh tay hoàn toàn đang xen bởi sương máu của kim can viên lại chịu được một quyền của võ thánh như thể đã thực hiện một bước nhảy vọt về chất liệu ánh mắt tô văn hỷ ngưng trọng đây là thứ gì nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều vì một con ma mãng gào thét lao xuống uốn lượn xung quanh hắn tại khoảnh khắc hắn đối quyền với kim trang viên đã điểm rơi trước mặt hắn trong ma mãn du lễ thanh mặt kim giáp chỉ mũi giáo trường bác xà mâu màu vàng kim vào ngực tô văn hỉ ánh mắt tô văn hỉ như tia chớp bắn ra tóc đen bay múa đan một âm thanh giòn tan vang lên gió lốc gào thét cơn lốc xoáy liên tục cuốn đi xé toạc không khí đôi mắt dưới mặt nạ của du lễ thanh lạnh lùng vô cùng không có chút tình cảm sau lưng hắn hai hạt thần chủng ầm ầm nổ tung Vòng tròn sức mạnh màu máu liên tiếp bùng nổ, như hai lần lực đẩy liên tiếp, đập mạnh vào ngực Tô Văn Hỷ, tốc độ của nhát đâm này quá nhanh, phát huy môn võ học thần chủng trường ma mãn thương đến mức xuất thần nhập hóa. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.